ký và nhấn chuông để tham gia hành trình cùng Bulala nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hôm nay sẽ là câu hỏi gì đây? Tại sao đập nước lại có hình thang? Mưa to quá, nhưng trên mặt đường không có nước đọng kìa. Vì nước mưa đã chảy xuống đường ống ngầm hết rồi. Mà trên núi cao không có đường ống ngầm á, nước sẽ chảy ra đâu vậy? Trên núi không có đường ống ngầm, nhưng lại có đập nước, có thể ngăn nước ở trong hồ chứa nước đấy. Đập nước trông thế nào ạ? Nè, nó trông thế này này. Tại sao đập nước lại có hình thang ạ? Đúng đấy, bên dưới thì rộng, bên trên nó thì hẹp. Làm vậy là để cho đập nước có thể chịu được áp lực cao. Trên vách ống nước đục 3 lỗ, ở những độ cao khác nhau, khoảng cách dòng nước phun ra ở 3 lỗ này sẽ có sự khác biệt. Dòng nước từ cái lỗ ở cao nhất sẽ phun ra gần nhất. Dòng nước phun ra từ cái lỗ ở vị trí thấp nhất sẽ phun đi xa nhất. Điều này cho thấy nước càng sâu á thì áp lực của nước lên vách ống càng lớn. Áp lực nước tạo ra với đập nước cũng như vậy. Càng xuống thấp thì áp lực càng cao. Đáy đập rộng và dày có thể chịu được áp lực tương đối lớn, lại làm cho đập nước trở nên chắc hơn. Thế nên kết cấu đập nước mới có hình thang như thế đó. À, chú ơi, nghe chú nói á, cháu liên tưởng đến chú giống như là một siêu anh hùng á. Ý, có phải ý của cháu là chú rất hiểu biết không? Trời đất ơi, có kiến thức về cái đập nước á thì có liên quan gì đến chuyện làm anh hùng nữa chứ. Nè Bulala, tại sao cậu lại nói chú xứng đáng là anh hùng vậy? Bởi vì á, thân hình của chú giống như cái đập nước vậy á. Nếu có lũ lụt sẽ không bị nước cuốn trôi đi đâu. Chúng ta chỉ cần bám chắc vào chú là an toàn. Thế chẳng phải là anh hùng là gì? Bulala, cháu đừng kêu chú phải không? Các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của Bulala để nhận được video mới nhất nhé.